Là mơ à? Chân thật quá rồi đi. Cậu trai đẹp, cậu đã ngủ 2 ngày rồi đấy. Nói nè, đừng có báo cậu thật sự tưởng là chỉ nhờ vào sức sống của bản thân mà sống sót được đi nhé. Làm ơn đó cậu nhìn cho kỹ lại xem. Vì sự khéo khôn và sự ngông cuồng với sức mạnh của bản thân mình, bạn đồng hành của cậu đã phải gánh vác thay cậu nhiều lắm đấy. Là cái giỡn cái gì vậy chứ? Tuy nhiên nữa tình nghĩa của cậu ta, ta sẽ không cười nhạo cậu ta. Cậu cũng không cần phải cảm ơn gì đâu, dù sao cũng là lựa chọn của cậu ta. Cảm ơn à? À, mày cũng ngạo mạn thật nhỉ. Cậu nói gì? Mày mày, không có mấy đứa ngu đần như mày thì ông đây có đến nỗi phải tới chỗ này chịu tội không hả? Còn cảm ơn ông nội mày. Thằng này muốn chết à? Đúng, tao muốn chết đấy, tới đi, giết tao đi, cái thằng khốn nhà mày, thằng lùn. Không có thằng lùn như mày thì tụi tao có ra nông nỗi này không? Quả nhiên một cú đấm thôi là không đủ sướng mà, mình phải đánh chết nó luôn mới được. Thằng nhóc, cậu đã đánh chết ai à? Hình như cậu vẫn chưa rõ nhỉ, ở đây ai mới là chủ? Cậu cũng chẳng biết người mà cậu đối mặt là vị thần như nào đâu. Ở đây ta có thể cho các người tất cả, cũng có thể lấy đi tất cả của các người. Cậu đúng là không biết điều. Tại sao mỗi một người trở nên lớn mạnh hơn thì tóc đều sẽ dài ra? Cảm giác như sau này sẽ không đổi một cái kiểu tóc thì sẽ không thể nào chống đỡ được thế trận vậy. Lúc nào rồi mà còn ở đây chọc thần, nghĩ cách coi chết sao đi là vừa. Tất nhiên mình biết mình không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Tuy nhiên càng ở trong tình huống này, giống như trong cái thế cờ yếu của một ván cờ vậy, khó mà thua được. Giờ ta sẽ cho ngươi biết thần sẽ làm gì để nghiền nát một tên người phàm như ngươi. Ê, cậu trai đẹp, xin tha đi, đừng có kiếm chuyện với thần chứ. Nếu như nghe lời bà ta, bây giờ mình đi xin tha thứ thì chết không toàn thây chứ ở đó. Cười á, chỉ thế này, thế thôi mà gọi là thần à? Sĩ cho cùng chẳng qua cũng chỉ là thần đỡ người ta luyện cấp bậc mà thôi. Bởi thực sự có bản thân mình là một nhân vật lớn lắm à? Thần? Này nhóc, cậu còn biết gì nữa? Trả lời tao mau. Trị khổ cho là cá trước đi đã. Trả lời câu hỏi của ta trước đi. Cậu còn biết cái gì nữa? Các Lâm đại nhân đúng chưa? Mong ngài chữa khổ cho La Cát. Ở đây ngài có năng lực đó mà phải không? Cũng khó đấy. Thế thì có cái đã thương lượng được rồi. Tôi chính là dũng sĩ do nữ thần đưa đến Đồng Thoại Đại Lục. Xin ngài hãy cứu lấy người anh em của tôi. Vô cùng cảm kích, tôi đã sớm biết nhưng lại không tin, xin hãy giúp đỡ các Lâm đại nhân. Ê chà, cái thằng nhóc này cũng đúng là thú vị đấy. Vừa mới cho ta một cú xong giờ lại quỳ xuống xin ta rồi. Làm ơn đấy, tôi không dám lừa ngài. Xin đại nhân hãy cứu lấy bạn tôi. Thôi được rồi, ngươi muốn lừa ta thì cũng phải có năng lực thoát khỏi sự tính toán của ta đã. Thế thì ta tặng cho bạn ngươi một món quà vậy. Do tình huống gì đây, không nhúc nhích được vậy? Ta sắp bị hút vào trong rồi này. Cậu với cậu trai đẹp. Hóa ra là thứ à? Xem ra đến cả nữ thần đại nhân cũng bắt đầu không tin tưởng chúng tôi có đủ thực lực để cứu cô ấy ra rồi. Thế mà còn có lỗi năng lực đó à? Ngươi là dũng sĩ được đưa tới từ thế giới khác và có được sự công nhận của nữ thần sao? Đúng là mỉa mai mà. Thế thì kia ngươi nghĩ ngươi có năng lực để hoàn thành tốt không? Dựa vào đồng đội của ngươi. Các Lâm đại nhân quá rồi, nói quá rồi. Có một chuyện có lẽ ngài vẫn chưa hiểu rõ. Chuyện gì? Ở trên Đồng Thoại Đại Lục này không chỉ có một mình tôi là người xuyên không mà đến đâu. Đỗ Lập Dương là một trong những đối thủ lớn nhất trước mắt của tôi. Trái ngược với tôi, hắn ta rất là mạnh. Hắn ta chỉ là một trong số người tôi biết mà thôi. Trước mắt thì tôi hoàn toàn không rõ rốt cuộc nữ thần đã đưa bao nhiêu người tới. Còn có vụ này nữa hả? Mau cỡ cho ta nghe ma thuật. Loài người, văn minh, ở đại lục của các ngươi coi. Đúng rồi, còn có vị thần chủ của các ngươi nữa. Chắc hẳn là mạnh lắm nhỉ? Mà điều quan trọng nhất là có thể nào mà nhờ bọn họ giúp ta trở nên xinh đẹp hơn không? Xin lỗi, tôi tạm thời vẫn chưa thích ứng được nên khống chế nổi bà ấy.
Tuyệt đấy. Tuy nhiên trong các ngươi chẳng có vẻ gì là ghê gớm lắm. Dù sao nếu không phải có ta đứng ở đây thì các ngươi chẳng phải đã đi đời hết rồi sao? Đại nhân, chuyện này chẳng hề buồn cười đâu. Tuy là cảm ơn ngài nhưng suy cho cùng thì tôi cũng đi hơi quá rồi. So với tôi thì bọn nhà giả tâm đó mới thật sự là những nhân tố không ổn định của đồng thoại đại lục đấy. Cậu thật sự cho rằng dựa vào cái đám người hiền hạ ở chỗ cậu mà cái thể uy hiếp đến cái đồng thoại đại lục sao? Tất nhiên bao gồm cả cậu ở trong cái đám đấy. Các Lâm đại nhân, nói thật chẳng có giấu giếm gì. Từ khi tôi nhìn thấy ngài lần đầu tiên, tôi liền ý thức được ngài là một vị thần có khí chất và khí thế nhất ở cái thế giới này, không gì có thể so bì được. Tôi với tư cách là một dũng sĩ được gọi là có mắt nhìn người, muốn chứng tỏ tấm lòng này với ngài. Hãy để tôi làm con chó của ngài đi, không có chuyện đó đâu. Phiền quá đó, ai mà thèm chứ. Cái vẻ mặt gì đây, nhóm vào hồ hình à? Thật ra tôi cũng không ngờ rằng đáp án ngài đưa ra là như vậy. Tôi chỉ là muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa mà thôi. Thật là hổ thẹn, suy cho cùng thì loại người thấp hèn như tôi chỉ có thể dựa vào nỗ lực thôi. Xin lỗi các Lâm đại nhân. Này, đâu có đáng đỡ chán nản như thế chứ. Thế ta thấy thì cậu đúng là có tí năng lực đấy. Nếu không ta cũng sẽ chẳng cứu cậu. Cậu nói xem. Ngài nói quá đúng luôn. Một dũng sĩ đường đường được nữ thần kêu gọi đến như tôi. Không chỉ chủ hồn thành nhiệm vụ mà còn gây phiền phức cho các Lam đại nhân nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với nữ thần nữa chứ. Không chỉ chủ hồn thành nhiệm vụ mà còn gây ra phiền phức cho các Lam đại nhân nữa. Tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với nữ thần nữa chứ. Còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người đồng thổ đại lục nữa đâu. Tôi hạ tiện, tôi bị ổi, tôi còn gì nữa? À đúng rồi, tôi vô năng. Tôi tự ti, tôi yếu đuối, tôi đánh không lại ai cả. Đến cả mấy cái tên dũng sĩ kia cũng bắt nạt tôi, nữ thần đại nhân ơi. Người phải làm chủ cho tôi. Đến cả cái tên Đỗ Lập Dương không muốn cứu người, tôi còn đánh không lại. Cái tên thối tha đó hay giở thủ đoạn còn có thể nghe được suy nghĩ của người khác. Nữ thần đại nhân ơi, người không cho tôi một tí siêu năng lực gì chứ? Người nói xem hợp lý không? Độc tâm thuật. Lẽ nào là nói đến cái đó? Chết tiệt, sau khi sức mạnh bị yếu đi mình hoàn toàn không cảm nhận được. Ê, hắn ta do dự rồi. Mình hiểu rồi. Này, cậu làm cái gì đó? Cả Lâm đại nhân, người không thể nào mà thấy chết mà không cứu chứ. Nữ thần không còn ở đây, người chính là thần đấy, không cho bị mà. Đồ khốn, bỏ tay ra. Được rồi, được rồi. Nhìn ta chỉ giúp có một tí thôi nữa trước rồi đó. Cảm ơn đại nhân. Các Lâm đại nhân, người nói lời phải giữ lấy lời đấy. Nào đại nhân, chúng ta ký khế ước thôi nào. Đồ ngu, đâu ra khế ước mà ký? Phó hội trưởng đại nhân, còn nhiêu đây nữa, đây nữa này, còn nhiều như vậy lận sao? Ê, hết cách rồi, công hội của chúng ta nổi quá mà. Tuy là công hội mới lập nhân phúc lợi lại quá tốt. Phó hội trưởng, khi nào thì sắp xếp một vài tổ đội con gái vậy? Lần sau chắc chắn sẽ có cậu làm việc tiếp đi. Được 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 được, thôi tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Này Định Ngõ, con nói xem lão đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tuy cách này đã chiêu mộ được không ít người, nhưng mà cái gì? Mấy cái tên này không phải là quá yếu thì cũng làm mấy cái tên biến thái vào vì gái. Hoàn toàn là những người có cũng được, không có cũng chả sao, chẳng có tí sức chiến đấu gì cả. Quan tâm anh ấy làm gì, làm tốt việc của tụi mình á là được. Kiều nhất định là có sẵn dự định của anh ấy. Cậu nói xem, lão đại còn giao cho chúng ta toàn quyền phụ trách. Rốt cuộc là anh ấy đã nghĩ cái gì vậy chứ?
Cút ra đây, mau, bọn khốn. Cái bọn nhãi ranh của công hội có trình độ cao nhất đâu ra đây? Hội trưởng, phó hội trưởng đại nhân, không hay rồi. Bởi ngồi có rất nhiều dũng sĩ quay quanh, cứ la hét ầm ĩ rồi chúng ta giải tán. Hả? Rốt cuộc là tình huống gì đây? Trong dáng vẻ thì hình như là hội trưởng của các công hội khác. Họ nói nguyên nhân là vì chúng ta chiêu mộ dành hết người của bọn họ. Tôi đã bàn luận trong có vẻ chẳng tốt là gì cả. Còn xử sạch bọn họ không? Đừng quậy, định ngõ. Nói gì thì cậu cũng là hội trưởng của công hội. Lão đại có giảng rằng không thể việc gì cũng đỡ cậu ra mặt được. Anh ấy có để lại một vài thiết bị cường lực. Với sức mạnh hiện giờ của tớ chắc sẽ có thể trấn áp được cái đám người này. Cậu cứ ngồi im ở đây là được. Giao cho tớ đi. Cái công hội hiện hạ này, còn gọi cái gì là trình độ cao nhất ở mọi mặt hả? Mau chóng giải tán đi. Dùng cái thủ đoạn như này để cướp giật nhân tài đúng là không biết xấu hổ. Joker, Bơ Thuất, phó đội trưởng của công hội với cơ đi. Quái nữ Arthur, phó hội trưởng của công hội với cơ đi. Chiến sĩ Aramis, phó hội trưởng của công hội với cơ đi. Mấy thằng nhãi con, nhờ vào cơ hội tuyển người. Tất cả những người mua cổ phiếu từ chúng ta. Tất cả những người mua cổ phiếu từ chúng ta, từ những công hội nhỏ đều đã được mua chủ cả rồi. Đúng là biết chơi chiêu mà. Trả khác tôi đại nhân đã rất tức giận. Tất cả thủ vợ trong thành đều đã bị mua chuộc. Nếu hôm nay mà không giải tán cái công hội này đi thì... Hãy dịch tất cả luôn đi. Phó hội trưởng đại nhân, bọn họ đông quá chúng ta phải làm sao đây? Đừng hỗn, không có chuyện lớn, không có chuyện gì lớn đâu. Này, đừng có cơ ôm sờm vậy chứ. Có gì từ từ nói không được à? Hai cái thằng ranh này, cuối cùng cũng có một thằng thở không ra hơi, nói lời giữ lời rồi à. Tự nhiên phó hội trưởng có một công hội nhỏ mà cũng khi thế dữ đó. Anh ta hỏi mày công hội của bọn mày khi nào giải tán? Lão đại, cũng thật là hai ngày nay không biết chạy đi đâu rồi. Không phải chứ, anh bảo này đã nói cái gì thế này? Chúng tôi hợp lý hợp pháp, quá trình xây dựng công hội cũng không có vấn đề gì giải tán. Lời này có ý gì đây? Hợp lý hợp pháp? Giả bộ không biết à? Tụi tao chính là pháp luật ở đây. Cơ hội cuối cùng. Ngay bây giờ, có thế nào lập tức giải tán công hội không? Nếu như có lão đại ở đây thì anh ấy sẽ làm gì để chuyện lớn thành chuyện nhỏ đây? Có lẽ là làm như vậy quá. Thằng khốn muốn chết à? Này mấy cái tên hội trưởng của công hội nhỏ, các ngươi còn không lên đi, để cái gì nữa? Giết cây đi, chúng tôi đang chủ trì công đạo cho các người đấy. Đừng có bảo là động thủ thần nha, chẳng phải nói là dọn tới là xong rồi sao? Thế giờ làm sao đây? So với phía dưới chúng ta càng không nên đối tội với tam đại công hội. Hơn nữa thủ đoạn dành người của bên kia quả thực đúng là thất đức mà. Chúng ta vẫn nên ý tứ tí đi. Lên cho lão tử. Xong lên, các anh em. Chúng ta cùng lên. Đừng có đỡ phó công hội trưởng đại nhân cảm thấy bên cạnh nó không có anh em nào chứ. Xong lên.
Trong lúc giằng co, hay là thôi đi, thôi sẽ phải đấu với dũng sĩ à? Tao cũng có muốn đâu, nhưng hình như giờ không dừng lại được nữa rồi kìa. Làm ơn đi, mình gia nhập công hội với hy vọng là có thể gặp thêm nhiều em gái thôi. Mà đâu có tính nạp mạng đâu. Người anh em, đừng có nhìn tao. Sao tao biết được giờ nên làm gì chứ? Đáng ghét, nếu như mình xông lên đầu tiên thì chắc sẽ bị giẫm nát nhỉ. Nhưng mà nếu giờ mình sợ hãi thì em gái sẽ mình nhìn mình với ánh mắt gì đây? Hả? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Được, đồ má. Sao tự nhiên mình lại khạc ra luôn vậy? Dạ. Nhưng cái này đang làm cái quá gì vậy? Mình biết ngay mà. Khốn nạn, đành tự thân tao lên vậy. Tưởng bị chết đi. Mở hí đồn chi vô địch, tôn phong chi can tối, nhật thế chi khiêu khiêu, lạc chi đại hỏa, hồn chi thuật. Là màu là dối. Nói lời tạm biệt đi. Nhóc con. Cái cảm giác này không phải chứ, chỉ thế thôi. Mày cái sự tự tin đâu ra mà làm ầm ĩ đó? Giỡn mặt à? Gió cơ thì không phải là người pháp sư, nhưng mà chiêu thức hở hỏa đặc thuộc của anh ấy là trình độ cao nhất đi. Còn đặc điểm của người học giả của phó hội trưởng là mạnh nhưng không tinh thông, thế mà lại dễ dàng bị ma pháp chặn lại rồi. Và lại cậu ta chỉ mới có cấp 49, đối phương lại là phó hội trưởng đã hoàn thành xong công bắt cấp 50. Mạnh, mạnh quá rồi. Mày làm ơn á, dùng tí lực đi. Lẽ nào là do cái sơn màu phân chim trên mặt mày làm ảnh hưởng tới mày phát huy sức lực à? Cái tên này khá đấy. Sức mạnh ma pháp của cái tên này quá là bất bình thường rồi. Thêm vài phát nữa chắc mình đầu hàng thật quá. Thiên nhiên là một học giả, nhìn thấy nhược điểm của đối thủ là sở trường của tao. Nếu thực lực có sự chênh lệch thì dùng lời nói để đánh. Và tâm trạng, lão đại đã từng nói, cũng thanh là phụ, cũng tâm mới là chính. Là do cái thơm kháng phép vào không giống nhau sao, thế thì đã sao chứ? Đừng có mà ở đó phách lối. Nếu sở trường của mày là đối phó với ma pháp, thế thì tới mà thử kiểu tấn công khác đi này. Có một điều mày phải nhớ cho kỹ, ta chính là kiểu người đánh cả nghiền nát con kiến cũng phải dùng toàn bộ sức lực đấy. Tiếp đến, mày sẽ thấy rõ sự được sự chênh lệch giữa mày và tao. Nhưng với cái giá phải trả là sự hủy diệt. Mở hí đồ chi thuật triển. Nhóc con, người ta chỉ dùng mỗi một chiêu này đã quét cả pháo bản cấp 50 đấy. Tới mà cảm nhận đi. Triệu hoán không đúng, phân thân cũng không đúng. Trên người cái tên này á, mình hoàn toàn không cảm nhận được sự đặc trưng của sự sống.
Xem ra đó là con rối hoặc là một thứ gì đó kiểu vậy. Thở còn vị trí của bạn thở ở đâu? Tìm thấy rồi. Biểu diễn. Bắt đầu thôi. Này, đừng có đứng ngơ ra chứ, mau chuồn đi. Nhưng mà không được, vào lúc này mà chuồn sao? Không đúng. Cái cảm giác này là ảo tưởng. Nhưng mà nếu tất cả đều là ảo tưởng thì cái chiêu mà cái tên đó gọi là tất sát có tác dụng gì đâu. Quả nhiên thiên định của ngờ nghiệp ta chính là học giả mà. Tự nhiên nếu nói đúng thì chúng ta khắc chế lẫn nhau mới đúng, phải không? Mai nó chuyện gì đây? Rõ ràng là giả cơ mà. Hiện giờ cái thứ này không sai. Khi mày có cái cảm giác nó như con rối, hóa ra là như vậy. Mình hiểu rồi. Đây chính là kỹ năng cấp cao của gióc cơ. Nếu con rối chính là ảo giác thì sẽ không bị bất kỳ ma pháp hay tấn công vật lý nào mà tổn hại được. Nhưng cái tên này lại có thể tùy ý kiểm soát ý thức và chuyển đến bất kỳ con rối nào, hơn nữa tốc độ làm lại rất nhanh. Bắt buộc phải kéo giãn khoảng cách ra, nó bị vây đánh thì chỉ còn con đường chết. Vả lại còn phải dùng hết sức để tiêu diệt con rối. Cái gì? Một bên khác. Mà bây giờ tính làm sao để đánh bại tao đây? Tao chỉ mới có dùng lực một tí mà đã phải kết thúc rồi sao? Ừ, cái thứ quái quỷ gì nữa đây mà phát động? Ê, nghi rồi, phản ứng chậm tí thôi là mất luôn hai cái chân rồi đó. Nói về điểm khéo léo thì mình đúng là quá thấp rồi. Tự nhiên tao đã nhìn thấu mày rồi nha. Đồ ngu. Bây giờ tới lượt của tao rồi. Diễm chi trọng triển. Cái động pháp con rối này của mày á, nếu trong đội chiến đấu thì quả thật là rất mạnh. Bất luận là phụ trợ hay là tấn công đều có thể đánh bất ngờ. Nhưng nếu một đánh một thì cho dù có bao nhiêu con rối đi nữa, có thể tạo ra sát thương thực tế lại có thể chỉ có thể thực thở mà thôi. Thế nên khi tao để bản thân tao và con rối của mày ở trong phạm vi tấn công ma pháp cùng một lúc, và nếu tao có một cái khiên có thể chống lại sát thương ma pháp thì mày chẳng thể uy hiếp được tao đâu. Có phải là với cái yêu quê của mày thì mày không hiểu gì cả phải không? Thế thì để tao chốt hạ một câu với cái kỹ năng của này của mày. Trọng thì màu mè nhưng lại vô dụng. Cái thằng khốn nạn á, đừng có ở đó mà làm bộ làm tịch. Chỉ là gặp may mà thôi, hơn nữa làm sao mày biết tao còn sát chiêu nào khác chứ? Đi chết đi. Đỡ tao cô chiêu này mày làm sao mà trốn được? Lập trận. Đi chết đi. Tiến trận sao? Tên này cũng thông minh đấy. Rốt cuộc là cái nào? Mới là thật đi. Mày nghĩ là phòng ngự như vậy còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bạch khuẩn.
Kỹ năng của học giả không có cách nào phòng ngự sát thương vật lý đâu. Hỡi đồ ngu, bà thuẫn căn bản không còn phải ngăn chặn sát thương của tên này. Năng lực phòng ngự của bà thuẫn tuy là không thể ngăn chặn được sát thương vật lý, nhưng điểm mấu chốt của nó là trớn hoang mưa. Mũi tên này có thể khó chặn được mũi tên thật sự, mình chỉ cần tránh nó là được. Tìm thấy rồi, chính là mày. Bán vỡ tầng thứ hai của bạch thuận đi. Cái gì xuyên qua rồi, sao lại biến thành cái giả rồi? Chết mẹ tôi rồi. Thế nên là ý thức của cái tên này có thể điều khiển qua lại không chỉ mỗi con rối thôi. Sao nào, còn tự cao tự đại được không? Một con rối cũng được, một món vũ khí cũng được, tất cả đều nằm ở trong tay tao, mày chết chắc rồi. Thế à, quả thật là đắc ý rồi. Tao không trốn tránh, nhưng mà tiếp sau đây mày còn có bài nào chút lật ngửa nữa không? Mau đi, mau mau đi, đem ra hết đi, hay là chỉ có nhiêu đây mà thôi? Mày còn cứng miệng nữa à? Hôm nay cho mày thành con nhím gai. Tiến trận. Đã rất lâu rồi không có cái cảm giác này. Vui sướng khi thắng trận của học giả rồi. Hôm nay mày với cái công hội cứt chó gì của mày đều sẽ bị ông đây nghiền nát hết thấy. Này, cẩn thận, đồ ngu, đằng sau kìa. Cái gì? Thắng rồi. Thằng chó, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Mày đã làm cái gì? Sự ngạo mạn của mày đã che mờ con mắt của mày rồi à? Mày còn chưa nhìn ra sao thứ vô tri ngu ngốc gì chứ? Đây không thể nào, mày đã ký hiệu lên tất cả các ảo giác, sau đó kiểm soát thân thể hóa sao có thể được? Mày đã bị buộc chặt rồi thằng hờ. Đọc ít sách thì chịu thiệt nhiều hơn thôi. Sao lại có cái loại pháp thuật này chứ? Giỡn cái gì vậy hả? Mày chỉ là một, chỉ là một cái gì? Nói tiếp coi. Mày để nói chỉ là một thần học giả nhỏ nhoi thôi chứ gì? Không sai, trình độ pháp thuật của học giả đúng là không thể so bì với ma pháp sư, ma thuật sư được. Sức mạnh không bằng chiến sĩ, linh hồn không bằng thợ săn, vận may không bằng thương nhân, trông thế nào thì cũng chỉ là một người đa di năng đánh phụ trợ, chứ không phải là một tay đánh solo. Ma pháp hở phong sơ cấp, ma pháp hở hỏa sơ cấp. Ở cái trạng thái trời nắng bị động, sức mạnh ma pháp hở hỏa tăng lên, ma pháp hở nước sơ cấp. Nhưng mà cái nhánh đặc thù duy nhất của nó, nhìn thấu, lại thường hay dễ bị tụi bay ngó lơ tinh nhất. Do cái sơ đồ kỹ năng của học giả quá phức tạp, nên không thể nào mà có dư điểm số. Dùng trên dòng nhìn thấu cường hóa chưa cỡ, dòng điều khiển là hạng nhất nữa. Thế nên nó vứt bỏ những cái nhánh khác, chỉ nghiên chú vào nhánh nhìn thấu, đồng thời điểm chính là điểm số sinh lực. Cái đóng con rồi gì đó của mày dùng con nghĩa lệnh hơn là ma pháp nghiên tố đánh mày y như là đánh con vậy đó. Nhưng không thể nào, mày rõ ràng đã dùng một lượng lớn kỹ năng ma pháp. Xin lỗi nói, đây là vứt bỏ hết những cái nhánh khác được. Lẽ nào là thị ma pháp? Không sai, chính là thị ma pháp. Không,
Chỉ còn điểm số sinh lực đủ cao, hoàn toàn không còn điểm số kỹ năng là có thể sử dụng được đạo cụ này. Giỡn cái gì vậy? Cái thứ đó có giá trên trời đó. Nếu như trong phá bản ngày thường cũng còn phải dùng thì chẳng lẽ ngươi có tất cả thuộc tính của từng loại? Không sai. Thì ma pháp quả thật là vừa hiếm mà lại đắt đỏ mà. Nhưng mà ơi giờ chết mù. Sao lại còn nhiều dữ vậy trời? Xin lỗi, ngại quá quên nói rồi. Đại ca, tao siêu giàu. Siêu giàu, siêu giàu á. Đúng là không dễ xử mà. Mở tháng có một bàn mà đã giao quá chút bài ra. Sau này không kịp rồi. Là ai làm hỏng việc tốt của tao? Tên này dùng sức mạnh cơ. Chỉ là mới chém trúng lưỡi kiếm mà đã bị đánh bật ra. Khoan đã. Cái sự áp bức này là ảo giác của mình sao? Tên nhóc này cũng có bản lĩnh đấy. Lực đạo, tốc độ, còn dùng cả nghề nghiệp nữa, đúng là thú vị mà. Là cả, mình không còn phải chết rồi. Nếu ở đây vậy thì lão đại cũng nè cả, gặp phải kẻ địch mạnh à. Nhưng mà hình như cậu đã xử lý xong một tên rồi nhỉ? Kêu, level 50, thợ săn. Xin lỗi nha. Có quá nhiều chuyện ngụy muốn xảy ra nên vừa có hơi muộn tí. Mấy cái chuyện sau đây cứ yên tâm mà giao cho tôi đi. Ê, đều là cấp 50. Nói cái gì nghe được cười thế. Chỉ biết tỏ vẻ làm giàu, làm màu thì thôi cút qua một bên giùm đi. Sức mạnh 9, linh hoạt 99, sinh lực 9, sức bền 9, sự dư dài 9, may mắn 9. Cô nói cái gì? Đứa vừa quá vào mặt anh em tôi là cô chứ gì? Thằng khốn, buông ra. Xin lỗi nha. Phun chính. Tôi không biết thương hô Tiết Ngọc là gì đâu đấy. Đây là một, chỉ một chiêu thôi. Xem ra thân thể vẫn chưa được thích ứng lắm. Dùng sức có hơi quá lố rồi. Nhưng mà chả sao cả. Người tiếp theo là ở đây, bắt đầu thanh toán thôi.